Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất bên em cung cấp đến tất cả anh em. Các bác vừa được thưởng thức cái chất âm của cái dòng loa D-Eric, dòng loa Eric nhá. Một dòng loa đến từ thương hiệu đến từ Đức. Mà thùng của nó là thùng cân, và các cái cạnh của nó sẽ được ốp một cái tấm nhôm để chống va đập, chống vỡ và bảo vệ cho các bác nó cực kỳ là bền. Đây là tấm nhôm nhá. Và mặt đằng sau này, đây là thùng cân nhá, thùng cân cho các bác nhá. Về mặt đằng sau thì nó có tai sách này, và tên của nó Eric, mã của nó là M312. Công suất của nó chỉ có 300W thôi, cực nhẹ và gấu cho anh em nhá. Ở 8 ohm, độ nhạy từ 55 đến 19 kHz, cộng trừ 3 decibel. Độ ồn tối đa của nó là 97 decibel trên 1 watt trên 1 mét vuông. Kích thước, đây là kích thước của nó nhá. Kích thước của nó. Jack của nó là jack Newtrick. Cổng linh, hoặc các bác cắm đây nó vẫn kêu bình thường, vì linh là hai cái nó nối vào nhau mà. Đó, thấy chưa? Linh là hai cái nó nối song song vào nhau. Được chưa? Thùng vách đã được sơn xin lại cho bác đẹp gần như là mới, và giá thành cực kỳ là hấp dẫn thôi. Còn ruột gan của nó như thế nào nhá? Tên của nó này, Eric. Ruột gan nó nào? Sử dụng bát 30 từ 19 côn 76. Côn 76 thì nó này không đúng chính xác lắm. Côn của nó là có 3 inch thôi. Mỗi inch của nó là 2,54. Anh em có thể nhân lên. Côn 3 inch nhá, chính xác luôn là côn 3 inch. Hàng bao đẹp này, các bác nhìn các cái khung xương của nó này. Đấy, thấy chưa? Hàng bao đẹp nhá, bao zin, bao xịn sò cho tất cả anh em. Quá tuyệt vời luôn này. Các cái nhện này đẹp long lanh. Và các bác nhìn các cái vòng côn này. Đấy, anh em nhìn thấy vòng côn bên trong chưa? Đấy, vòng côn ở bên trong các cái lỗ này. Còn vàng óng luôn. Nên độ mới của nó thì tuyệt vời luôn. Đây là bát của nó này. Quá xịn sò luôn và chất luôn nhá anh em nhá. Còn ruột gan đây. Ủ check của nó đây. Check 450 nhá. Eric này, 60W này, ở 8 ohm này. Rất to và đẹp. Chất lượng nhá. Họng kèn. Quá là sâu thẳm luôn. Chất lượng quá, đúng không ạ? Phân tần thì phân tần nó nằm phía dưới như này. Đây các bác nhìn này. Đấy, cái khối phân tần này này. Cực to và gấu. Anh em nhìn phân tần chưa? Quá chất đúng không ạ? Phân tần to lắm, to đúng bằng bàn tay luôn. Đúng bằng một gang tay luôn. Đúng một gang tay. Mới hết cái phân tần này. Tầm độ 20 phân. Phía dưới của nó ấy, thì nó sẽ có họng để chúng ta cắm cọc đầu dây, cọc loa vào nhá. Cắm họng cắm vào. Thùng sẽ được thiết kế cực kỳ chắc chắn này. Đấy, có khung da cơ, da cường này. Đấy, các con điện trở cái nhiêu. Chắc chắn, hàng đẹp luôn nhá. Chất lượng cao đấy. Dây dợ này. Và giá của cặp này ấy, thì em đang chào bán cho anh em có 7.500.000 một cặp thôi. Giá này em còn bao ship cho các bác nữa. Các bác nghe cái chất âm này. Cái tiếng bát của nó ra rất chi là chắc tiếng. Tiếng check sáng, tiếng nhẹ nhàng và hay. Cảm ơn tất cả các bác nhé. Chào các bác.